Hello, chào các bạn. Trong clip này, mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn cách tạo ra một cái USB có chứa bộ cài Windows 10 bản 64-bit. Các bạn theo dõi nhé. Trước tiên, chúng ta truy cập Internet. Và tải về cái phần mềm Rufus. Có rất nhiều phần mềm giúp chúng ta tạo bộ cài các bạn nhé. Thì có một phần mềm hơn thì nó nhẹ. Và chúng ta tải xuống. Cái chỗ chúng ta lưu lên màn hình. Bấm vào sống lại nhé. Đây là lưu màn hình nhé. Là kích chuột phải ở đây chọn hình chạy cao nhất này thiết bên cái mũi tên cạnh cái từ select như này, chúng ta bấm vào mũi tên đó đây, cái chuột của mũi tên này đã kích vào đào loạn này, tiếp tục lại kích vào chữ đào loạn này một lần nữa để chúng ta tải cái bộ cài Windows 10 về nhé. Ta chọn Windows 10 ở đây, chúng ta sẽ tải cái bản Windows 10 21H2 nhé. Continue. Đến đây ta bấm tiếp tục này. Cái này ta chọn ngôn ngữ tiếng Anh, ta có để tiếng Anh này cũng được nhé. English International, ngành quốc tế hoặc là tiếng Anh gốc nhé. Ta chọn bản 64-bit này. Nếu như chúng ta có cài đặt cái phần mềm hỗ trợ download nhanh thì ta tích vào đây rồi bấm download, còn nếu không thì chúng ta bỏ nó đi mình download. Ta chọn nơi cất cái file này nhé, chọn chúng ta chọn ở đâu cũng được miễn sao cho nó còn trên vùng trống. Ở đây mình chọn ta desktop nhé, mình desktop cho bằng C của mình nào, C. Còn các bạn muốn dùng cái file này lâu, tức là lâu dài thì chúng ta không nên lưu ở ổ cứng C nhé, đây ổ cứng C này, đây ổ cứng C hay dùng để cài cái ổ cứng nhé, nên chúng ta không nên cất vào đây, chúng ta nên cất vào trong DEF ta đây này nhé. Tôi dùng lâu dài nhé, lâu dài hay. Các bạn chờ cho cái phần mềm Rufus này nó tải cái file này về. Đây, file này đây. Mất các bạn nhé. Đến đây chúng ta đã tải xong cái bộ cài Windows 10 64-bit này nhé. Mình để cái mặt của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục nhấn vào cái mục select này. Chúng ta chọn cái file install trên desktop của mình hoặc để cho nó, hoặc là chúng ta có thể khởi động lại cái phần mục device này thì nó tự nhận USB của chúng ta. Còn USB của chúng ta mà trên máy tính của chúng ta mà cắm nhiều USB thì chúng ta sẽ lựa chọn cái USB để cho nó đúng nhé. Ta bấm vào select, ta sẽ chọn desktop để tìm cái file này nhé. Kích nút vào đây hoặc là kích lên cái chúng ta thích đó. Trong cái mục này các bạn sẽ để Start này, Windows Digital Version
trong cái cửa sổ partition trang bị, chúng ta để được đánh giá và trong cái mục ta ghép sẽ từng này, ta để chế độ bài lượng hoặc để ta bút ở hai chuẩn privacy của FI mục. Trong cái mục luôn luôn label và thành viên tên nhé các bạn. Trong cái mục này ta để DFS cho tôi là Hot Start, nhấn vào OK để nhận thấy là format USB đi. Các bạn chờ trong một thời gian để có cái phần bước này họ chép toàn bộ các cái file có trong cái bộ cải Windows này trong USB và khi nó hiện cái chữ USB kia thì có nghĩa là chúng ta đã tạo xong cái USB ở chứa bộ cài Windows 10 bản 64 bit các bạn nhé. Bây giờ các bạn đóng cái cửa sổ lại, các bạn tiến hành khởi động lại máy tính và vào mini boot để cài đặt máy tính. Chúng ta sẽ tiến hành khởi động lại nhé. Và đồng thời chúng ta sẽ vào mini boot của main. Rồi chúng ta chuyển chế độ boot. Ở đây là mình cài ở chế độ chuẩn UEFI các bạn nhé. Và dĩ nhiên là trên ổ cứng chúng ta phải để ở định dạng chuẩn GPT. Thì ở trong các cái video trước thì mình đã hướng dẫn các bạn đặt cái định dạng GPT cho ổ cứng rồi, cũng như chuyển từ GPT sang MVR, thì mời các bạn hãy xem cái video hôm trước của mình đã làm. Đến đây thì trong cái mục language này chúng ta chọn ngôn ngữ tiếng Anh. Trong mục time này, tức là múi giờ này, thì chúng ta chọn Việt Nam. Chúng ta kéo xuống phía dưới nhé. Ở đây có rất nhiều các dạng ngôn ngữ như đất nước thì chúng ta chọn Việt Nam này. Tiếp theo ở chỗ cái bảng keyboard này chúng ta chọn US nhé, hay là US. Ta bấm next để tiếp tục. Ta bấm vào install now để cài đặt nhé.
Ở đây nếu như chúng ta có khóa bản quyền, tức là key bản quyền này, chúng ta nhập vào đây. Còn nếu chưa có key bản quyền thì các bạn sẽ chọn mục là I don't have a product key nhé. Bạn chọn cái này. Sau đó các bạn sẽ chọn các cái bản Win 10 đấy, phù hợp với mình nhé. Nếu các bạn làm trong giáo dục thì các bạn có thể chọn là Win 10 Education nhé. Cho doanh nghiệp thì các bạn sẽ chọn ở cái mục dưới này này. Đấy, cho doanh nghiệp thì các bạn cài đây, cho giáo dục các bạn cài đây. Còn mình thì mình sẽ chọn bản chung chung đây thôi. Mình chọn bản thôi bản Pro đi nhá, bản Pro đi. Và bấm Next. Trong mục này thì các bạn sẽ tích vào đây nhé. Đấy, tích vào cái dấu đây này. Để chấp nhận các điều khoản này nhé. Sau đó ta bấm Next. Nếu cài đặt update thì các bạn chọn ở đây. Còn cài đặt mới các bạn chọn ở mục dưới nhé. Mình cài đặt mới đây. Mình sẽ bấm ở đây. Rồi. Để cài đặt thì các bạn phải chọn đến một phần vùng ẩn ở trên này nhé. Đến phần vùng ẩn thì ở đây thì hiện tại là có một cái phần vùng ẩn này. Như phần vùng ẩn này có 18 MB nên nó sẽ không đủ. Cho nên mình phải tạo ra phần vùng ẩn mới với dung lượng đủ lớn nhé, khoảng 40 GB nhé các bạn nhé. 40 GB trở lên. Bây giờ mình sẽ xóa cái phân vùng cũ đi nhé. Cái phân vùng này là phân vùng đang chứa Windows mà mình đã cài này. Đấy, Windows 10 mình đã cài. Bây giờ mình sẽ cài lại trên cái phân vùng này. Thì bây giờ mình phải xóa đi nhé. Ta chọn các phân vùng tương ứng ta xóa đi này. Bấm đen để xóa này. Ok, đồng ý cái việc xóa. Tiếp tục chúng ta sẽ chọn cái phân vùng liền kề với nó. Chúng ta xóa tiếp này. Như vậy là chúng ta đã tạo ra một cái phân vùng ẩn với dung lượng là 70,1 GB này. Sau đó chúng ta chọn cái nó, chọn phân vùng ẩn này, và chúng ta bấm Next. Và các bạn chờ cái bộ cài Windows này nó sẽ được cóp vào trong cái phân vùng C. Đấy, các cái phân vùng mà mình vừa chọn ấy, chúng ta cứ chờ để cho nó tự động nó copy vào. Đấy, việc cài đặt hệ điều hành thì cũng hết sức đơn giản các bạn ạ, không có cái gì cả, ai cũng làm được thôi mà, ai cũng làm được các bạn ạ. Những bạn nào mà xem video thì hãy đăng ký kênh cũng như chia sẻ video, bấm like, và có thắc mắc gì thì các bạn hãy để comment ở phía dưới video. Cảm ơn các bạn nhé. Mình làm video cũng là chỉ là vui thôi, thú vui thôi. Lúc nào rảnh rảnh thì chia sẻ cho mọi người. Đến đây thì máy tính sẽ tiến hành khởi động lại lần thứ nhất. Các bạn hãy để cho nó tự động khởi động lại nhé. Cài đặt Windows 10 thì nó cũng tương tự như cài đặt Windows 11 thôi, nhưng nó không có cái gì cả. 10, 11, cài đặt các Win thì đều giống nhau, nếu chúng ta dùng phần mềm Rufus thì nó hầu hết là giống nhau hết các bạn ạ.
Đến đây thì máy tính sẽ khởi động lại lần thứ hai các bạn nhé. Các bạn cứ để cho nó tự động thôi, tự động để cho máy tính nó chạy. Trên màn hình thì nó hiển thị cái từ là hãy chờ một chút. Bạn hãy chờ một chút để cho nó cấu hình máy tính cho chúng ta. Rồi, đến đây thì chúng ta sẽ chọn đất nước nhá. Việt Nam này. Chọn Việt Nam các bạn nhá. Chọn Việt Nam. Yes, đồng ý này. Lại chờ một chút nữa. Chúng ta chọn keyboard nha, US này. Yes. Chúng ta bấm skip để giữ này. Đến đây thì chúng ta có internet, chúng ta bỏ qua luôn nhá. Bỏ để bỏ qua chúng ta bấm vào cái từ dưới này này. I don't have internet. Đấy, tôi không có internet. Chúng ta bấm vào cái từ bên này nhá. Đấy. Kết nối giới hạn này này. Chúng ta bấm vào đây. Chúng ta chờ để máy tính khởi động lại lần thứ ba. Đối với máy tính đời mới thì cấu hình có thể cao hơn, cho nên cái việc khởi động lại là nó rất là nhanh. Còn máy của mình thì nó hơi cùi bắp này, cũng tương đối sâu rồi. Tuy là chip gọi là Core i7 nhưng mà nó cũng thế hệ cũ, thế hệ gọi là thế hệ thứ hai, nó chậm. Sau khi khởi động lại lần thứ ba thì nó sẽ tiếp tục vào thiết lập các cái thông số cài đặt cho máy. Đến đây thì các bạn cứ chờ thôi. Hãy chờ một chút. Rồi. Đến đây chúng ta lại bấm vào là I don't have internet nhá. Ta lại bấm tiếp tục là cái chỗ kết nối internet này này. Thì chúng ta sẽ không bấm vào kết nối bây giờ, chúng ta bấm ở đây, ta bỏ qua nhé. Rồi, chúng ta đánh tên này. Chúng ta nhập tên. Nếu chúng ta không nhập tên thì sao? Thì nó sẽ cảnh báo đúng không? Bắt buộc chúng ta phải nhập tên vào. Next. Password này chúng ta không nhập cũng được. Chúng ta bấm Next để bỏ qua. Chỗ này chúng ta bấm chấp nhận nhé. Chúng ta chấp nhận toàn bộ cái này cũng được. Đến đây thì việc cài đặt Windows là sắp hoàn tất rồi. Chúng ta hãy chờ đợi kết quả thôi. Chúng ta không tắt máy tính nhé. Chúng ta cứ để mà chờ đợi kết quả. Để cho nó chạy hết cái phần này nữa. Cái phần này là mất vài phút, nó cảnh báo mất vài phút. Các bạn đừng tắt máy tính.
Rồi, như vậy việc cài đặt Windows 10 đã hoàn tất. Vậy để thay đổi các cái hình nền desktop này thì chúng ta cũng chọn vào một trong các cái mục ở dưới đây. Đó, chúng ta sẽ chọn ở đây nhá. Ta thay đổi. Đấy, ta bấm chuột phải chọn mục dưới cùng này. Đấy, chúng ta thay đổi ở đây các bạn nhá. Ta bấm vào dâm này thì chúng ta sẽ có một số cái thiết đặt này, ví dụ desktop icon setting này, chúng ta gọi cái zip PC này ra ngoài này. Đây, ta bấm đây để nuôi ra ngoài màn hình. Bấm Fly này, đấy, ta nuôi ra ngoài màn hình nhá. Đấy, và một số các thao tác khác. Đấy, ở trong này thì các bạn hãy tự tìm hiểu. Đấy, các bạn vào Start menu này, các bạn vào setting, các bạn chọn update này, các bạn vào update để các bạn bấm vào check for update để update các cái bản vá nhé. Đấy, cũng như driver, và tiếp tục để download đầy đủ các driver thì các bạn hãy vào cái trang của mình nhé. Trang của mình ấy thì mình sẽ giới thiệu qua thôi, các bạn sẽ tranh thủ tải cái phần mềm này về này. Đây, cái phần mềm này mình vào Google tải tìm kiếm cho nó nhanh nhé. Hiện tại là chưa có internet, giờ mình phải bật internet lên nè, kết nối internet nhé, kết nối internet. Rồi, kết nối internet xong thì mình sẽ mở Google lên, trong mục tìm kiếm này thì các bạn sẽ đánh là chữ là CNG Vlog nhé. Và các bạn bấm vào cái đường link trên cùng này nhé thì sẽ vào cái trang của mình. Đây chính là cái trang của mình nhé. Đấy. Trong cái trang của mình ấy thì có cái mục là hướng dẫn cài driver nhé. Đầy đủ full luôn nhá. Đây các bạn bấm vào cái đường này, và cái video này này, đây cái video này có tên là cài đặt full driver cho máy tính này. Đấy, thì ở dưới này này có đường link để tải cái bộ cài này về và có key cho các bạn nhé, bản quyền hẳn hoi nhé. Đấy, mình chúc các bạn cài đặt máy tính thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn hãy đăng ký kênh, chia sẻ video. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.